Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An bước sang mùa giải thứ 21. Đây tiếp tục là sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong tỉnh mỗi dịp hè về. Là nơi để hàng trăm các cầu thủ nhí tranh tài. Cũng là nơi để các tuyển trạch viên lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất vào các lò đào tạo trẻ danh tiếng. Đặc biệt, từ giải đấu này đã có rất nhiều tài năng được phát hiện, trở thành những ngôi sao xuất sắc là trụ cột của đội tuyển quốc gia như Công Vinh, Công Phượng, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, vân vân. Năm 2007 và năm cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, là lần đầu tiên em cùng đội Tân Kỳ vô địch giải Cúp Báo Nghệ An, cùng một lần đầu cùng các bạn đi xa đi để đá một giải bóng, có lẽ khi đó là gọi là lớn rồi đó. Rất vui, cũng có nhiều kỷ niệm rất vui, được nghĩ là nghe đi được đi xuống thành phố đá bóng rất sướng, được ở khách sạn được ăn cơm nhà hàng nghe lại tẩy sướng rất hào hức. Thời xưa Ngọc ấy đã nhi đồng Thành phố Vinh, nhưng mà thời xưa đi đá thì thoải mái không suy nghĩ gì cả, thì cứ đi đá được đi đá là vui rồi. Rồi còn thời xưa mình đá nhi đồng thì mình được giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đó là cái thành tích đầu tiên mà mình được nhận được là đúng tiền đề để bắt đầu để bước vào được sông Lam. Năm em tham gia giải Cúp Báo Nghệ An là năm 2004. Trước khi em bước vào được tuyển chọn của câu lạc bộ đá sông Lam Nghệ An thì giải Cúp Báo Nghệ An là được đem để cho em được vào tập luyện ở đội trẻ của sông Lam Nghệ An. Đối với mình thì giải Cúp Báo Nghệ An thì đây là một tiền đề cho các cầu thủ trẻ cũng như là đối với mình hoặc là các bạn anh đi trước, thì đây là một cái tiền đề để mình có thể phát triển sự nghiệp để được vào sông Lam Nghệ An, đó là một mong ước từ nhỏ. Thực sự thì lúc đó thì mình còn quá nhỏ thì có thể biết được quy mô của giải đấu, nhưng mà theo em thấy thì sau này thì em thấy là giải Cúp Báo Nghệ An là một giải đấu rất là uy tín, với sự tham gia của rất nhiều các cầu thủ sau này đã trưởng thành và thi đấu cho đội một sông Lam Nghệ An. Các đàn anh cũng đã thi đấu quá những giải đấu đó, và giải đấu Cúp Báo Nghệ An thì mang đến cho cơ hội cho rất nhiều những đứa trẻ như em thời điểm đó để có thể được vào thi đấu cho đội trẻ, và sau đây là lớn lên thì thi đấu cho đội một của sông Lam Nghệ An. Đó là bước đệm đầu tiên cho cái ước mơ của những đứa trẻ ở đất Nghệ An. Mùa giải năm nay có 31 đội bóng nhi đồng và thiếu niên đến từ 21 huyện thành thị tham dự giải đấu. Ngoài cúp, cờ, tiền thưởng cho các đội đạt giải, ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ học giỏi, đá bóng hay, vân vân. Tiền thưởng các danh hiệu sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần so với mùa giải năm 2016. Báo Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ nỗ lực hết mình tổ chức mùa giải thành công, tiếp tục nâng tầm giải đấu ngày càng quy mô, hấp dẫn và chất lượng hơn, xứng đáng là giải đấu trẻ có tuổi đời lâu nhất của bóng đá Việt Nam.